Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Điển hình như sản xuất thuốc lá, cây lạc, ngô hàng hóa, vùng nguyên liệu mía, cây ăn quả, rau xanh các loại. Việc tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị đã hình thành và phát triển. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định. Tại các huyện Hà Quảng, Hòa An, Quảng Hòa, cho dù sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, nhưng việc liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản có vai trò quan trọng, mang ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch theo hướng phát huy tiềm năng lợi thế gắn với tiêu thụ sản phẩm đang được hình thành ở nhiều địa phương, phát triển nhiều vùng sản xuất nông sản tập trung tại các huyện, bước đầu mang lại hiệu quả. Nhiều địa phương triển khai liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản đã thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống của người dân. Vì vậy, những năm gần đây, các địa phương trong tỉnh đang đẩy mạnh thực hiện phát triển chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, ký kết với doanh nghiệp, hợp tác xã để liên kết sản xuất. Hiệu quả rõ nét nhất là vùng nguyên liệu mía tại các huyện Quảng Hòa, Hạ Lăng mỗi năm duy trì hơn 3.000 ha mía. Vùng nguyên liệu thuốc lá tại các huyện Hòa An, Hà Quảng, Trùng Khánh duy trì từ trên 3.000 đến 3.500 ha. Phát triển cây sắn nguyên liệu tại huyện Quảng Hòa, Trùng Khánh trên 2.000 ha. Tại các huyện Nguyên Bình, Hòa An, cây rong giềng đã trở thành cây mũi nhọn với 275 ha đã được các hợp tác xã chế biến, bao tiêu sản phẩm cho người dân. Cây thạch đen tại Thạch An đã được huyện xác định là sản phẩm OCOP, mỗi năm duy trì 255 ha. Tại các xã vùng cao Lục Khu, huyện Hà Quảng, sau nhiều năm ký kết bao tiêu sản phẩm, đến nay đã sản xuất nhiều giống cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao như cường châu gần 200 ha, lạc hàng hóa 300 ha. Tại huyện vùng sâu, vùng xa ở Bảo Lạc, sau 10 năm khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, đến nay toàn huyện có 2.000 ha cây hồi, tập trung chủ yếu ở các xã Cô Ba, Cốc Bàng, Thượng Hà, Bảo Toàn. Mặc dù là địa hình phức tạp đi lại khó khăn, nhưng các xã biên giới của Bảo Lạc có tiềm năng phát triển nhiều cây trồng có giá trị kinh tế cao như cây hồi, cây sắn, cây quế. Thực hiện chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới giai đoạn 2016-2020, huyện Bảo Lạc đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ các chính sách, chương trình, dự án của nhà nước đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất, thực hiện các hạng mục di dân dân, hỗ trợ khai hoang ruộng nước, xây lớp học, nhà công vụ giáo viên, nước sinh hoạt, kéo điện lưới quốc gia đến xóm xã, trồng rừng phòng hộ, thủy lợi, hỗ trợ giảm nghèo. Từ khi có kết cấu hạ tầng giao thông cơ bản thông suốt đến các xã, thôn bản, cây trồng mũi nhọn được nhân dân phát triển nhanh và bền vững, đó là cây hồi, cây dâu tằm. Trong đó, cây hồi chủ yếu là thu hoạch lá, chiết xuất dầu, bán cho thương lái Trung Quốc. Đây được coi là hướng phát triển nông lâm nghiệp gắn với tiêu thụ sản phẩm, đem lại thu nhập cho người dân khu vực biên giới. Trong những năm qua, các địa phương trong tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp, kêu gọi các tổ chức cá nhân tham gia liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị với người dân theo nhiều hình thức. Khi tham gia vào chuỗi liên kết, người nông dân được tiêu thụ sản phẩm với giá cả ổn định, an toàn, ít rủi ro, được doanh nghiệp đầu tư giống, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp cũng chủ động được nguồn nguyên liệu phục vụ chế biến và quản lý chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, việc phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị còn góp phần nâng cao giá trị gia tăng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành nhiều mô hình liên kết theo chuỗi giá trị trong sản xuất nông lâm thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao. Điển hình, vùng Lục Khu, huyện Hà Quảng, ngoài phát triển chăn nuôi lợn, trâu, bò, mở rộng vùng nguyên liệu lạc hàng hóa, từ năm 2017, nhiều xã đã trồng gừng hữu cơ, tạo nguồn thu ổn định. Riêng năm 2020 đã mở rộng diện tích 5 ha, nâng tổng số gừng toàn huyện lên 100 ha. Do hai doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn nông lâm nghiệp Đức Trung ở Cao Bằng và công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển nông nghiệp và tư vấn môi trường Đa Xe ở Hà Nội lên ký kết với người nông dân để bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị. Năm 2019, Lục Khu có 82 ha trồng gừng châu, sản lượng gần 1,4 nghìn tấn, mang lại thu nhập hàng chục tỷ đồng.
Về năng suất thì cây gừng là một cây phù hợp với đất Vân An và Thái Viên của huyện Hà Quảng này. Về năng suất thì nó cũng so với trung bình thì cũng khoảng 25 đến 30 tấn trên 1 ha. Công ty triển khai đây từ năm 2015 và có bán trực tiếp cho một đơn vị gọi là 100% vốn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu sang Nhật và đã có gừng ở đây thì là có hồ sơ về sinh thái. Nên là cũng từ năm 2015 đến nay thì qua những năm kia thì các đơn vị họ mua, thu mua và mang đi test cũng như là kiểm tra thì đều là đạt 100% sinh thái hữu cơ. Nên là cái chất lượng là hoàn toàn đảm bảo. Thời gian qua, nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hình thành, giúp tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi, tăng giá trị sản phẩm và từng bước nâng cao thu nhập cho nông dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng giúp các doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa nông sản đến với thị trường trong nước. Tỉnh đã cụ thể hóa các chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước qua việc khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, phát triển hợp tác xã. Cụ thể hóa Nghị định số 98/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp mà các bên đối tác đều được hưởng lợi, trực tiếp là nông dân. Thông qua đó tạo kết nối chuỗi giá trị sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững, ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật nông nghiệp thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 để dành những vụ mùa bội thu, tạo sản phẩm hàng hóa chất lượng cung ứng thị trường. Sau hơn 2 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đến nay trên địa bàn tỉnh có 24 sản phẩm của 21 chủ thể đạt tiêu chuẩn sản phẩm hạng 3 sao cấp tỉnh, gồm gạo nếp hương Bảo Lạc, gạo nếp ong, hạt dẻ Trùng Khánh, miến rong, thạch đen, đường phên, nho đen, dâu tây Việt Gáp, trà rảo Cổ Lam, nước cốt chanh leo và một số sản phẩm thực phẩm khác. Tại địa bàn thành phố, đến nay có 3 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh. Riêng sản phẩm dâu tây của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh hiện đang sản xuất với quy mô nhỏ, chủ yếu tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Qua rà soát, năm 2020, thành phố phấn đấu đạt 10 sản phẩm OCOP, trong đó có 8 sản phẩm đạt 3 sao cấp tỉnh, chủ yếu thuộc nhóm thực phẩm, 1 sản phẩm 2 sao cấp huyện, thành phố và 1 sản phẩm tiềm năng cấp xã, phường, thị trấn. Có thể nói, chương trình OCOP đã mang lại những hiệu quả rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần làm thay đổi nhận thức của người dân từ sản xuất theo tập quán lạc hậu sang sản xuất theo kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới trong sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống ở khu vực nông thôn. Năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 30 sản phẩm OCOP đạt 3 sao cấp tỉnh thuộc 6 nhóm. Tỉnh đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Trung bình mỗi sản phẩm được hỗ trợ từ 30 đến 40 triệu đồng. Cái chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm OCOP thì phải nói là đối với lại cấp ủy chính quyền địa phương xác định đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng. Và trong công tác lãnh chỉ đạo thì đến thời điểm hiện nay thì thành phố cũng đã ban hành các quyết định về thành lập hội đồng cũng như là tổ tư vấn giúp việc của hội đồng trong việc đánh giá sản phẩm OCOP. Thế thì với địa phương thì đây là xác định nhiệm vụ hết sức quan trọng, do vậy là ngay từ những cái thời gian đầu mới triển khai cái nhiệm vụ thì năm 2020 thì thành phố đã xây dựng được 3 sản phẩm và được tỉnh công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, gồm có lạp sườn, thịt thum khói của Hợp tác xã Tâm Hòa và dâu tây của Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Anh. Thế thì còn về cái định hướng của năm 2021 thì thời gian vừa qua thì ngay từ đầu năm thành phố đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, đặc biệt đây là phòng kinh tế là cơ quan tham mưu chủ lực chính cho thành phố, cùng với lại các cái xã phường để rà soát và lựa chọn các cái sản phẩm đủ điều kiện để đăng ký vào danh mục OCOP của năm 2021. Thì sau khi rà soát đến thời điểm hiện nay thì xác định được 10 sản phẩm. Thì trong đó có 2 sản phẩm là của cấp xã và thành phố và 8 sản phẩm cấp tỉnh. Thì riêng ở đây thì có một cái rất là đặc trưng là sản phẩm mật ong rừng của xã Châu Trinh là đưa vào chương trình là sản phẩm của cấp xã. Thế thì sản phẩm mật ong rừng Chu Trinh phải nói là vừa qua thì thành phố cũng đã vừa công nhận, công bố cái quyết định mà xã Chu Trinh về đích đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 và cũng lựa chọn sản phẩm đấy để đưa vào cái chương trình. Thế ngoài ra bên cạnh đó nữa thì thành phố cũng thấy là rà soát thì tiềm năng của thành phố còn rất nhiều. Và với cái giai đoạn tiếp theo thì cũng đang định hướng cho tất cả 11 xã phường của thành phố. Thì hiện nay thì có 6 đơn vị là đã có đăng ký sản phẩm đưa vào chương trình và đạt tiêu chuẩn OCOP. Đối với thành phố thì trong giai đoạn tiếp theo sẽ tiếp tục là nghiên cứu và cố gắng dành những cái nguồn lực nhất định để hỗ trợ các cái đơn vị trong cái việc xây dựng thương hiệu
để làm nào mà những cái giai đoạn đầu là mục tiêu xây dựng thành các cái điểm nhấn, rồi các cái mô hình tạo cho cái sức lan tỏa. Và sau này thì đây phải nói là một cái việc mà khi nói đến thì toàn dân cũng như là các doanh nghiệp hoặc là các đơn vị địa phương trên địa bàn thấy là đấy là một cái sản phẩm mà cần phải thiết thực và xây dựng. Đấy là cái mục tiêu cũng như là cái nhiệm vụ mà trong giai đoạn tiếp theo thành phố sẽ tiếp tục xây dựng. Xác định phát triển nông nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, nông lâm thủy sản là xu thế tất yếu và nhu cầu không thể thiếu của các tổ hợp tác xã, hộ dân, cá thể. Tỉnh đã có cơ chế tạo điều kiện để phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Trong đó có các sản phẩm đặc thù của địa phương, thực hiện hỗ trợ cho người dân theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất của tỉnh tại Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐ-NG ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, cũng như Nghị quyết 12/2019-NQ-HD-NG về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Qua đó, đã khuyến khích nông dân phát triển các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát triển rau an toàn sinh học, trồng cây ăn quả theo hướng hàng hóa, bước đầu tạo thương hiệu được khách hàng tìm đến đặt mua, đặc biệt là sản phẩm các loại cây con giống chất lượng có giá trị kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh hiện có 98 hợp tác xã nông lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, trong đó có 85 hợp tác xã hoạt động, 13 hợp tác xã ngừng hoạt động. Số hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và dịch vụ nông nghiệp còn ít so với tiềm năng của địa phương. Việc tổ chức liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển. Nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp người dân có thu nhập ổn định. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, vẫn còn nhiều khó khăn thử thách cần tháo gỡ để phát triển bền vững. Nguyên nhân chính là hầu hết các hợp tác xã nông nghiệp thiếu vốn, thiếu mặt bằng sản xuất, sản phẩm đầu ra chưa tập trung thành hàng hóa, chưa có thị trường tiêu thụ ổn định. Bên cạnh đó, trình độ năng lực quản lý còn yếu, chưa đáp ứng với cơ chế thị trường, việc liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm còn hạn chế. Nhằm tạo điều kiện cho các hợp tác xã trong khâu liên kết, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã thực hiện hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh cá thể, sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện sản phẩm, đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn, làm tốt chức năng cầu nối, đưa sản phẩm tiêu biểu của nhiều hợp tác xã, tiếp cận với các hội chợ xúc tiến thương mại tại nhiều địa phương trong cả nước. Liên kết cung ứng sản phẩm đầu vào và bao tiêu sản phẩm, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ, liên kết cung ứng vật tư nông nghiệp gắn với hướng dẫn kỹ thuật. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp tục tạo cơ chế thông thoáng, khuyến khích doanh nghiệp hợp tác xã có tiềm lực tham gia tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị, các cấp, các ngành cần quan tâm phát triển công nghiệp chế biến nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh việc phát huy vai trò của doanh nghiệp, hợp tác xã, dịch vụ nông nghiệp trong việc liên kết hợp tác, cần đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện cơ giới hóa trong quá trình sản xuất nông nghiệp, tăng cường xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm nông sản, có dự báo thị trường tiêu thụ, giá cả hàng hóa nông sản theo tháng hoặc theo mùa để người dân, doanh nghiệp chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm, góp phần bình ổn thị trường, tránh tình trạng được mùa mất giá, được giá mất mùa. Chuyên mục Cao Bằng tiềm năng và phát triển hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.